David Beckham khoe body như tượng tạc ở tuổi 46. Dù đã sắp sửa U50, David Beckham vẫn khiến người xem phải trầm trồ vì ngoại hình phong độ và vô cùng quyến rũ. Tối ngày 5 tháng 9, Victoria Beckham khiến mạng xã hội dậy sóng khi đăng tải hình ảnh ông xã đang mặc quần bơi, nằm thư giãn, phơi nắng dưới hồ. Điều đáng nói, David Beckham còn được chụp lại cảnh tụt quần bikini đến nửa mông, khoe trọn vòng ba săn chắc, căng tràn khiến netizen mất máu. Không chỉ chia sẻ ảnh dìm chồng, bà mẹ bốn con còn viết chú thích cực hài hước, chủ nhật vui vẻ, không cần cảm ơn em đâu nhé. Phải nói, khoảnh khắc đắt giá của siêu sao bóng đá thế giới ngay lập tức thu về hơn 600.000 lượt like cùng hàng nghìn bình luận chỉ sau 4 giờ đăng tải. Đặc biệt, mạng xã hội gần như bùng nổ bởi khoảnh khắc ngàn vàng của David Beckham, không chỉ phô diễn làn da rám nắng quyến rũ, ông bố bốn con còn gây sốt bởi vòng ba đầy đặn cùng vóc dáng chuẩn như tạc tượng. Đặc biệt, chiếc quần bơi kéo hờ hững, đầy táo bạo khiến biết bao chị em mất ăn mất ngủ. Dù đã tuổi 46 và là ông bố bốn con, nhưng David Beckham chưa bao giờ hết mờ bởi ngoại hình phong độ, thân hình sáu múi quyến rũ cùng khả năng hách tuổi đáng kinh ngạc. Trước đây, cựu danh thủ cũng không ít lần khoe cơ bụng trên tạp chí, thường xuyên ghi điểm bởi gương mặt đẹp như diễn viên, phong thái lạnh lùng cùng body siêu chuẩn. Có thể nói, dù là hồi xưa hay đến bây giờ, ở tuổi 46, David Beckham vẫn giữ được vóc dáng và ngoại hình cực phẩm như thời đỉnh cao, thậm chí vượt mặt cả ba cậu quý tử trong nhà.